Vâng, trận đấu thứ hai đã được bắt đầu ngay. Đây là trận đấu thứ hai thể loại AC giữa chủ vui Kịch Tình Tuyết Nguyệt và game thủ sát thủ tới từ Chợ Sắt Hải Phòng, đó chính là Dinosaur. Vâng, VN Dinosaur bãi quả đầu đã thấy luôn rồi. Chú vui đang đi tìm gì đây? Vâng, thôi kéo. Vâng, vẫn đi dò tiếp. Chú vui kéo ngay ba nông dân ra, một nông dân quyết tâm đi dò. Bây giờ thì kéo cả đủ rồi. Vâng, một bãi quả lại đẹp nữa rồi. Bãi quả 6. Phải nói rằng là cực kỳ đẹp với những bãi quả như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy những cánh rừng đầu tiên nhà chủ vui rất là đẹp, có thể đóng được 2 bé ở đây ăn rừng này. Vâng. Vâng, như vậy là trên màn hình của các bạn đó chính là hình ảnh của chủ vui ngồi bên cạnh áo trắng, là một game thủ ở vui kịch tình Tuyết Nguyệt, và ngồi bên cạnh game thủ áo trắng đó. Vâng, đó. Vâng, như vậy kia là Sang Long. Vâng, người mặc áo xanh lam đó chính là Sang Long. Vâng, Sang Lúng đang chờ đợi những vòng đấu tiếp theo để có thể thi đấu tiếp sau khi ta sắp mặt chiến tướng với tỷ số 3-0. Vâng, có một trận đấu thì Sang Long giải quyết chiến tướng trong 16 phút 44 giây. Khi mà anh đã chuẩn bị lên đời 3 thì anh đang ngồi vừa. Vâng, như vậy là chúng tôi xin thông báo với toàn thể quý vị khán giả yêu AOE Việt Nam, cả cộng đồng AOE Việt Nam, chúng tôi sẽ xin đọc lịch trình thi đấu của đoàn Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh ơi, mấy giờ bắt đầu đánh nhỉ? Vâng, vẫn chưa có lịch chính xác giờ là bao nhiêu, nhưng bên phía Việt Nam đã sẽ tham dự tất cả các thể loại của giải AOE thường niên Trung Quốc. Sẽ có thể loại cung rờ sen đại diện cho Việt Nam tham gia vào trận đấu này với vui Thiên Vương. Vui Thiên Vương là một vui được lọt vào thẳng vòng 1-8 cùng với team Việt Nam chúng ta. Vâng, thể loại sen đó chính là bắn chim cho đại diện chúng ta, solo sen. Ở thể loại AC sẽ là VN Dinosaur. Ở thể loại 22 Giam Đùm. Luật Trung Quốc sẽ là Tiểu Bạch Long cộng Yugi. Ở thể loại 22 sen đánh hỗn mã sẽ là Tôm và Linda. Và ở thể loại 44 sen sẽ có Tiểu Bạch Long, Bắn Chim, Linda và Yugi. Vâng, những trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên GTV1. Thời gian thì tôi sẽ thông báo vào những vào khoảng đầu giờ chiều nay tôi sẽ thông báo cho các bạn biết rằng thời gian cụ thể và lịch trình thi đấu. Có thể rất nhiều trận đấu sẽ diễn ra cùng một lúc, nhất là solo sen, solo AC. Vì vậy chúng tôi sẽ chọn những trận đấu tiêu biểu để gửi tới quý vị và các bạn. Các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình cho đoàn Việt Nam chúng ta khi bắt đầu vào giải đấu của AOE China. Vâng, bắt đầu đặc cách và đã thi đấu ở vòng 1-8. Vâng, vòng tứ kết Việt Nam chúng ta sẽ đi đấu thẳng ở vòng tứ kết và gặp vui Thiên Vương. Vui Thiên Vương là vui được lọt vào thẳng cùng với vui AOE Việt Nam. Do vui Thiên Vương là vui có chủ quản, chính là quản lý của địa điểm thi đấu giải đấu lần này. Vâng, các bạn hãy cùng chờ đợi đoàn Việt Nam chúng ta xuất quân với những trận thắng tưng bừng. Quay trở lại với trận đấu giữa chủ vui Kịch Tình Tuyết Nguyệt và Dinosaur. Lúc này chủ vui đang thiết kế một chiếc bẫy để ăn bãi hiêu. Vâng, không có đồ lùa về,
Không biết đã có gì ăn nữa chưa? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Trận đấu đầu tiên Dinosaur đã xuất sắc vượt qua chủ vô kịch Thịnh Tuyến Nguyệt với tỷ số 1-0 bằng lối đánh tấn công cống hiến. Vâng, lúc này thì chủ vui đang thể hiện độ dân chơi của mình bằng cách là câu cả sư tử từ khá xa về chiếc BS của mình để làm thịt. Vâng, rất dân chơi. Vâng, như vậy là quyết định câu tiếp con sư tử nữa. Vâng, sư tử này rất may cho các bạn, ở đây là sư tử của Trung Quốc, không phải sư tử của Hà Đông Việt Nam. Đây mà là sư tử Hà Đông thì chắc chắn nông dân của chủ vui sẽ nằm xuống. Vâng, ăn cả thịt sư tử. Hổ báo chính là đây. Vâng, trận này chủ vui kích đời không được bằng trận trước rồi. Vâng, vừa bị lỗi một chút, 11 phút 07 giây với 24 dân AC. Khó khăn cho chủ vui rồi, Dinosaur điểm số đang cực kỳ cao. Chủ vui dường như là lên đời xong, lực khá yếu. Bây giờ thì chủ vui bắt đầu thiết kế dân về nhà chính nhà mình và sau đó là điên cuồng vẽ ruộng. Đó chính là phong cách. Vâng, quay trận trở lại trận đấu giữa chủ vui kịch Đình Tuyến Nguyệt và game thủ Dinosaur của Việt Nam. Dinosaur đang trận này dường như cũng lên đời bằng với chủ vui, nhưng mà số dân nhiều hơn thì phải. Tôi điểm số của Dinosaur đang rất cao. Lúc này chủ vui trận này thì vẫn đánh với 4 BA. Vâng, chỉ đánh 4 BA thôi. Trận không giàu có, không phải đánh được 5 BA. Vâng, đây rồi. 5 cung R của Dinosaur đang sang và gặp ngay 4 cung R của chủ vui kịch Đình Tuyến Nguyệt. Vâng các bạn, đây có thể thấy rằng Dinosaur lao thẳng vào ruộng của chủ vui kịch Đình Tuyến Nguyệt và bắt đầu ăn dần một dân. Vâng, có được không? Không được. Vâng, mũi tên bắn vẫn bị trượt. Chủ vui đang lướt dân đảo như giang lạc, nhưng cuối cùng thì Dinosaur ăn được một dân rồi. Vâng, mang dân ra đập. Chủ vui đang quyết tâm bắt bằng chết được tên cung đầu tiên của game thủ Dinosaur. Vâng, hai tên cung của chủ vui cộng với rất nhiều nông dân. Vâng, vẩy e.
Vâng, hai cung giờ định bắt 5 cung giờ đây. Như Lai So đã có tân cung giờ thứ hai đang công vào bãi gỗ thứ hai của chủ gô Kịch Tình Tứ Nguyệt. Chủ gô cũng đã có tân cung giờ thứ ba rồi. Vâng, mang dân ra khởi nghĩa. Khởi nghĩa ở Yên Thế, nông dân khởi nghĩa cầm cày cầm cuốc đập. Vâng, rất hổ báo. Lúc này Lai So dường như cả hai tân cung sẽ bị bắt hết. Nhưng mà cũng cùng lúc đó anh đã ăn được khá nhiều dân của chủ vui và làm náo loạn nhà chủ vui rồi. Tham chủ vui bây giờ chỉ còn là 230/56, trong khi đó Lai So tôi đoán là tham phải 4x rồi. Vâng, tham Lai So hiện giờ đang là 37, vậy cũng không hơn chủ vui quá nhiều, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy bây giờ tăng lên 4x rồi. Hai tân cung rất to của Lai So đang công thẳng vào nhà BA của chủ vui. Vâng, tham đã lên được 47 trong tích tắc. Bây giờ chủ vui đã dò nhà của Lai So rồi, nhà Lai So thế này ở góc 1.5. Vâng, chủ vui đang có khá khá thịt nhưng mà lại ít gỗ. Trong khi đó nhà của Lai So có 1-2 con cung R vẫn đang móc máy vào nhà của... Vâng, móc máy vào nhà của Lai So rồi, 1-2 con thôi nhưng cũng làm Lai So rất mất tay. 3 cung R hạ sát nông dân của Lai So thôi. Chủ vui vẫn đang thủ nhà khá bình tĩnh, không nhìn thấy đạo quân to của Lai So đâu nữa rồi. Vâng, mất hình. Có vẻ như nhà Lai So trận này dâng nhà BA ở một mặt khác, còn mặt này thì nhà BBVM sẽ không có BA, khó khăn cho Lai So trong việc thủ nhà rồi. Nhưng không sao, vâng đây rồi, BA của Lai So nằm khá sát với nhà của chủ vui. Trên góc 12 giờ lao thẳng xuống. Điểm số Lai So vẫn đang cực kỳ cao, phải chăng bây giờ tham của anh đã lên 5x rồi. Vâng đây rồi, toàn bộ số nhà BA của chủ vui đang bị ốp, ốp một cách toàn bộ. Vâng, rất nhiều cung R của Lai So đang đứng bắn, vâng bắn thẳng vào nhà BA. Bây giờ thì quay ra bắn cung của chủ vui rồi. Chủ vui đang có 4 cung R lao thẳng ở bãi ruộng chính của Lai So và móc lốp. Móc lốp đại pháp đó chính là tuyệt chiêu của Tiểu Thủy Ngư. Chủ vui vừa lên nhà BA thứ 5 nhưng mà đóng thụt vào ở trong nhà để có thể thủ nhà tốt hơn. Trong khi đó nhà Lai So thì cũng đã chết 1-2 nông dân. Vâng, do chủ vui có 4 cung R lao vào nhà và để móc máy, Lai So cũng đã có những cung R để thủ nhà rồi. Vâng, tuyệt vời hơn thì là Lai So đang bắn nổ những chiếc BA của chủ vui. Chủ vui đã nâng cấp chặt cung 2. Tham đang là 48, vâng đóng tiếp với nhà BA ở trong sâu trong nhà của mình. Vâng, đóng sâu nhà để thủ. Vâng, chủ vui chạy cung R đi ra ngoài và bắn vào trong nhà. Tiếp tục những nhà BA được đóng lùi về trong do nhà BA đầu tiên của chủ vui đã bị Lai So tiêu diệt gần như hết. Vâng, bây giờ thì Lai So đang cố gắng công vào nhà của chủ vui. Tôi nghĩ là với số lượng cung R của Lai So để ốp một phát là chết ngay, không được gì phải xoắn cả. Chủ vui tham vẫn đang chỉ là 45/44 thôi, trong khi Lai So lúc này tôi dự đoán phải là 5x 6x gì đó. Vâng đây rồi, đây là pha công nhà quyết định của G Dinosaur. Vâng, anh rất hổ báo cáo trồn lao vào. Vâng, như vậy là chủ vui đã quyết tỷ số là 2-0 cho Dinosaur. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba ngay, và sau trận đấu thứ ba này thì Dinosaur và chủ vui sẽ nghỉ ăn trưa, và sau khi ăn trưa xong thì chủ vui sẽ được tôm, vâng sẽ tiếp đón chủ vui ở thể loại giam đầm. Dinosaur đang thể hiện được rằng mình là người đánh cung R hay và bậc nhất của tuyển Việt Nam sang Trung